gì phun hết nước miếng ra. Nó chặt cái tay cho này. Cái bác sĩ gì mà ác độc thế, lấy cái kéo này cắt ngón tay người ta, cắt ngón tay bác sĩ luôn. Lại cắt ngón tay. Kẹt chết mồi đó. Bác sĩ gì tàn bạo với bệnh nhân quá. Bác sĩ này làm ăn thua lỗ. Ok. Ta tự uống được. Xong. Chuyện chết đi, chết nữa à. Ai mà yêu bệnh nhân không chịu. Hồi nãy bệnh nhân uống thuốc mà chết đi. Không. Giờ tôi sẽ lấy thuốc vàng. Thuốc vàng với màu trắng với xanh dương. Không, tôi muốn sao kim. Sao kim. Làm vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.